Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Jurassic World, công viên khủng long nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì mình hoàn toàn có thể mở rộng thêm được khu đất, nhưng mà hiện tại mình đang muốn tiết kiệm tiền để chúng ta có thể là chơi trong cái event kia đã. Mình có đổi tiền không nhỉ? À đây, đổi có 15.000 coin thì hơi ít. Chỗ này thì đổi ra khoảng hơn 100.000 coin này. Một cái Golden Bridge, một cái này là đổi tấm thẻ thôi. Được rồi, thì hôm nay mình sẽ tập trung vào đánh để lấy con Megalodon trước nhá. Vì cái nhiệm vụ này nó sẽ kết thúc ngay bây giờ đây. Tầm khoảng 3 tiếng, 4 tiếng sẽ kết thúc. Và chúng ta phải dùng thôi. Ồ, mấy con này mình vừa dùng rồi thì làm sao bây giờ có thể chơi đây. Chúng ta sẽ Tyrann à. Bây giờ cần một con ăn lá này và hai và con nước thì mới có thể đấu được bọn này. Chúng ta sẽ cần xem nào, phải có hai con nước à, hơi khó nhỉ. Đây rồi, mình sẽ sử dụng con này trước này, ăn lá này, nước này, và sẽ sử dụng một con ăn thịt luôn. Hy vọng sẽ đánh được 200.000 vàng để có thể chơi đợt cuối cùng để lấy ra Megalodon anh em ơi. Cố gắng nào. Dam hơi yếu, Apato Dam thực sự là yếu quá nhỉ. Làm sao chơi đây? Đang tính toán để làm sao đánh được con Pteranodon này. Mình đam yếu quá, đam thật sự là quá yếu. Nó sẽ có một lần đây, nó tấn công luôn à? 900 đam á? Ui ơi, đánh thế nào nhỉ? Bây giờ đánh thế nào đây? Con này của chúng ta sẽ có tầm khoảng 600 đam và lượng đam thì có lẽ sẽ không là đủ được. 900 đam mình sẽ thủ một lần này. Nó có hai lần, nó chỉ có hai lần thôi và bắt buộc phải tấn công thắng được. Đó, hay. Nó vẫn còn trụ được thêm một phát nữa anh em ạ. Và bây giờ mình sẽ giết nó. Giết con Tyrannosaurus này. Con này có chỉ ấm tầm 1.200 thôi. 1.200 máu thì thật là chết vì con Pteranodon nhá. Một đòn này, hai đòn là một K4 rồi. Ba đòn mà thủ một đòn này. Rồi, Mastodonsaurus, Tyrannosaurus Rex đã chết. Khỏe thế nhờ. Đánh thế nào đây? Chúng ta sẽ chơi nào đây? Nó sẽ có 3 lần. Và mình đỡ thế bằng mắt nào? Không bắt không đỡ được ấy. Nó quá khỏe. Chết rồi. Một trận chiến nó quá khó khăn cho chúng ta đây. Mastodon. Bây giờ thì nó sẽ không còn đòn nào nữa để thủ đâu. Nhưng mà thế nó sẽ chết luôn đấy. 1279 nhưng mà mình cũng chết luôn. Phát này thì mình cũng sẽ chết luôn. Apato. Đây sẽ là một cuộc chiến khó khăn đây. 900 đam dành cho Tyrann, nó chỉ cần một hit thôi và nó sẽ còn lại là 3 lần. Chơi sao nhỉ? Chúng ta đang suy nghĩ là chơi thế nào đây. Đánh thế nào bây giờ? Lượng đam là không đủ, là không thể đủ được để có thể là trụ được một hit của nó. Rồi mình sẽ thủ 4 đi. Và hy vọng là sẽ đỡ được. Thủ 3 luôn. Tỉnh chưa? Rất là tỉnh táo nhỉ. Tyrannosaurus. Đấy, đánh 4. Hay, và mình sẽ giết được nó anh em ơi. Quá ngon. Quá ngon rồi. 800 một K4. Rồi, ok. Tyrannosaurus Rex sử dụng đòn hợp cực kỳ hợp lý. Và chúng ta đã đánh được trận cuối của Megalodon. Một trận chiến cực kỳ khó khăn đấy. Và đây, phần thưởng của chúng ta sẽ là một thêm một con Megalodon nữa. Wow, ngon. Cực kỳ ngon luôn. 198 đô la. Tầm khoảng K3 ADN. Và đây chỉ là Megalodon Legendary. Đấy, chúng ta có thể cho Megalodon lên level 20 đấy. Mình có hai con level 10. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở ra để đánh cái nào trước nhỉ? Cái này thì cái patch này thì nó sẽ random thôi. Mình sẽ đánh cái patch food trước đi. Food thì nó yêu cầu hai con EC. Ở đây thì nó sẽ có hai con ăn lá và chúng ta sẽ cần để xem nào, tính toán xem. Hai con ăn lá. Utahraptor được không? Utahraptor thì hơi yếu nhỉ. Nhưng có thể trụ được một vài đòn của nó. Rồi mình sẽ dùng con Tosian và Alagasaurus. Mất có một đồng để có thể chơi một trận này thôi. Rất là rẻ. Siêu hạt rẻ. Đây thì là Tosian. Và mình có Tosian Gosaurus, hai con như nhau. Sau này thì nó sẽ có là hai đòn. Hai đòn ngay bây giờ. Và hai đòn thì chắc chắn là nó sẽ không giết được mình. Đấy, tầm khoảng 180 máu thì đấy thôi. Tầm đấy. Đấy, 175 đấy. Mình toán đoán tầm khoảng đấy thôi. Mình sẽ có 3 lần ở đây. Và
lượng đam của chúng ta sẽ giết được con Tozian này. Giết luôn thôi nhỉ. Xong cái con kia đổi sang là ok. Nó thì nó sẽ bị mất một đòn. Một phát này, Tozian Ghostaurus. Bonita Sora level 40, đẹp thế. Con này mình chưa có này, chưa con này lên level 40 được. Tấn công 1 và thủ 1 là điều chắc chắn. Nhưng mà không thể nào đỡ được với Alanga. Alanga là một cái quái vật thật sự rồi. Level 40. Thật sự quá bá đạo ở đây rồi. Quá bá đạo trong cái tầm phân khúc là hệ C này rồi. Đồ hiếm là C. 500 đam. Khắc hệ thì chạy đi đâu được. Bọn C này nó không quá nhiều máu. Đấy là đấu với một con là tăng cơ đấy. Bọn hệ lá là bọn tăng cơ. Chuyên ra nhiều máu nhất. Và bây giờ thì là một trận khá là khó ở đây. Chúng ta sẽ có Limoricus. Limoricus sẽ khắc chế được con Labyrinthotian này. Và mình bắt buộc phải chọn. Không có con ấy nào nhỉ, không có nước nào nhỉ. Team mình thì không có con nước nào cả. Chopelnathus thì sao? Chopelnathus thì không ăn được. Phải nói chắc chắn là không ăn được. Alanga đi. Đấy. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể là tiêu diệt được con Labyrinthodontia này. Let's go. Lên. 140 đam. Thôi, đều sẽ bỏ lượt đi. Con này thì nó không khắc chế mình đâu. Nó sẽ là Dino Swap là cái điều chắc chắn. Chắc chắn là như vậy. À, chúng ta có 3 đòn. Và không biết nó sẽ còn một đòn. Hai đòn với cái lượng đam này thì mình sẽ như thế này. Là đảm bảo là chúng ta sẽ không chết nổi. Đấy, điều chắc chắn. 9, 30, 27. Nhưng vấn đề là tấn công 2 à? Tốt, mình sẽ giết nó anh em ơi. Limoricus sẽ để phía sau nha. Mình sẽ dùng con Alanga này. Nó còn một lần thủ đúng không? Không phải là gì đối với mình cả. Hai lần này. Cho con kia đánh luôn. Ồ, nó không thủ luôn kìa. Utahraptor. Một bé về vườn. Labyrinthodontia. Và dùng 4 lần để giết mình đây. Theo như mình cái lượng máu của mình cũng trâu. Trâu vai cả trường ra. Rồi mình sẽ đổi. Con này còn đam to hơn cả cái con chim này cơ. Dù bị khắc hệ nhưng mà đam anh vẫn rất là to. Cân luôn. Vớ vẩn. Labyrinth cấp 40 là sao mà so sánh với Alanga của mình được. Dù anh không bị khắc hệ nhưng mà anh vẫn khỏe vãi cả trường ra. Khỏe quá. Rồi xong. Bây giờ chúng ta sẽ được food. Một ít food. Mình ghét cái cốt. Cái cốt cái không chơi thì có bị sao không nhỉ? Chơi là chúng ta sẽ bị ấy đấy. Khá là khó chơi đấy. Mình sẽ chơi cái nào đi trước đây? Cái Clash of Titan hay là cái kia đây? Hay chơi Clash of Titan đi. Clash of Titan cố gắng mỗi ngày đánh một trận nhỉ. Và nó không hề dễ một chút nào đâu. Hay mình chơi cái code đã. Cái code 19 đã. À, code 19 nó sẽ về con này à? Con này có vẻ khá là dễ. Vì nó là cái độ hiếm nó khá là cùi cùi ấy. Có 4 round thôi. Và cái vòng này rất là to. Tốc độ rất là chậm. Đấy. Không perfect được thì quá là đáng tiếc thôi. Đấy, perfect ngon. Nó cực kỳ chậm luôn anh em ạ. Hơi thách một chút. Nhanh hơn một chút. Và cái vị trí, cái kích thước sẽ nhỏ hơn đi. Amazing. Phát 3 này. Cực kỳ nhẹ nhàng thôi. Xong ngay. Cái con Legend mình còn chơi được nữa là mấy con này đúng không? Ôi giời. Xịt. Thắng luôn à? Perfect này. Perfect content này. Cái này kiếm thêm ADN đỏ cũng được anh em ạ. Chơi cũng được và không chơi cũng được. Bây giờ thì chúng ta sẽ chơi cái này. Cái này thì sẽ cần hệ chim bay. À đúng rồi, một số bạn bảo là có một con mình quên mất. Đó chính là Pterodon. Có một số con chim khỏe khỏe phía dưới mình không bao giờ dùng mấy. Đây có một con. Mình cũng quên đấy, đã lâu lắm rồi. Con nào nhỉ? Đây này, Dimorphodon rất là khỏe đó. Sao bị nó bị kéo xuống dưới nhỉ? Không hiểu luôn đấy. Dimorphodon rất là khỏe đấy. Dimorphodon thì có thể cân được bọn này. Cân tốt. Thật sự cũng không cân tốt lắm đâu, bình thường thôi. Mình cần hai con chim. Chắc chắn luôn. Cần hai con chim luôn. Chúng ta có Sacranathus và Pterodon. Mấy con này còn yếu hơn con kia của mình cơ.
Đây, Pteranodon này cũng ổn này. Đây, ta chơi theo cái bài đó chính là lựa chọn theo một cái kiểu khác đi một chút. Như thế nào nhỉ? Mình cần một con tăng cơ khủng khủng khiếp ở đây nhỉ. Cái này nó thấy khá là yếu thôi anh em ạ, nó không quá khỏe như mình nghĩ. Labyrinthosaurus này, hai con Pteranodon và một con chim nữa. Đây này, phía dưới này. Đây, Dimorphodon. Chính xác nhỉ? Con này khắc chế con chim, hai con này khắc chế hai con nước. Chuẩn xác. Rồi, đánh đi. Class of Titan, cố gắng đánh để mai là có thể lấy được con kia cho anh em xem luôn này. Nào, tấn công luôn chứ nhỉ? Chưa. À không, mình sẽ là thủ. Hai đòn của nó giết được mình không nhỉ? Ui, chết rồi. May thế nhỉ, lượng máu của mình vẫn có thể trụ được anh em ạ. May phải. Ok. Bây giờ thì nó chắc chắn sẽ chết rồi. À không, chết rồi. Hơi nhầm rồi anh em ạ. Nó tầm khoảng 1k máu này. Nó 1k máu, nó nhiều máu thế. Vì đánh sao đây? Nó sẽ đổi rồi. Nó đổi sang con chim rồi. Dimorphodon. Tấn công. Quay đẹp thế nhỉ. Nó sẽ có là vị trí xem mấy lần nhỉ? Tấn công mấy lần đây? Mình còn chẳng nhớ tấn công mấy lần luôn. 3 hay là 4 đây. Cứ để 4 đi cho nó chắc bài. Mình cứ tưởng nó thủ 2 cơ. Mình quên không đếm lần đấy anh em ạ. Thế buồn cười. Con này như con nòng nọc vậy ta. Nó sẽ có 3 lần này. Và nó sẽ tấn công mình 1 hit. Và nó sẽ để 2 hit còn lại. Đấy, rất nhẹ nhàng. Bây giờ mình sẽ có 4 lần. Bây giờ nó sẽ có 4 lần và cái lượng đam của chúng ta nó thủ 2 chăng? Có thể nó thủ 2. Thủ mấy đây? Thủ 1 ạ, thủ 1 thì chết đi. Acanthostega. Chết luôn, con nòng nọc. Con nòng nọc level cấp 3. Metosaurus, một con legendary mà có khung rất đẹp ở đây này. 5 lần và nó sẽ không tấn công mà nó cũng chẳng phải là phòng thủ hay như thế nào cả. Rồi, mình đang có lợi thế. Thủ 5 mà. Dị vãi nhờ, được nó đấy. Đầu tiên thấy một con thủ 5 đấy, tấn công 3. Ây chà. Pteranodon đã chết và thay nó là Dimorphodon. Dimorphodon khỏe hơn. Với lượng máu là sẽ 700 và lượng công sẽ là 400 thì khác hệ. Chạy đi đâu, 6k4 máu cơ mà. Không có cơ hội để mà chạy thoát chứ. Đấy, Dimorphodon của chúng ta thắng được một trận trong cái Clash of Titan. Tất cả nó sẽ có 5 trận. Cố gắng đánh để mai ra được con này cho anh em xem. Đây, con Eolambia. Xem nào, Zamosor. Toàn quái vật đây cả. Hai con lá và một con nước anh em ạ. Đang cần phải xem xét. Xem xét là đánh kiểu gì. Như thế này thì phải sử dụng Idominus rồi. Kiểu gì cũng phải dùng Idominus để đánh bọn này. Idominus và con ăn thịt thế này. Đấy. Và sau đó sẽ được dùng thêm một con chim. Con chim bất kỳ ở đây được. Chim Darkwing này. Darkwing hoặc con này đam yếu hơn đúng không? Vẫn phải bắt buộc phải dùng một con chim nữa. Chim này yếu quá. Một con chim này siêu yếu luôn. Rồi mình sẽ dùng hai con ăn thịt thuộc thể loại gọi là khỏe nhất của mình nhỉ. Có cần không nhỉ? Alangasaurus thì mất rất là nhiều đô la để có thể ấy được đây. Gogo được không nhỉ? Gogosaurus thì thế nào ta? Gogosaurus thì máu đam thì hơi yếu. Tyrannosaurus thì cũng thế nhỉ? Gogosaurus có ăn thua không nhỉ? Mình không muốn dùng quá nhiều đô la anh em ạ. Tanicorius này, hai con này thì nó ngang nhau, nó cũng không, con này đam to hơn. Ở con này đi. Idominus và thêm một con chim nữa anh em ơi. Một con chim này thì yếu quá, khoan được. Thôi rồi, dùng một trong hai con. Con này có 14 đô này. Tội gì không dùng ta nhỉ? Cái level càng thấp thì nó sẽ càng tốn ít đô la hơn là level cao. Đó là điều hiển nhiên và điều chắc chắn. Nào, let's go. Eolambia tấn công nó nhỉ? Và cho nó mới đam. Nó có một con nước ấy nhá. Go à? Tấn công luôn à? Mẹ ơi, chết luôn á? Rất là dũng mãnh ta, nhờ được của nó đấy, đùa đâu. Bây giờ thì phải hai đòn thì mình mới giết được cái con này.
Kinh khủng thật. Sợ kinh khủng. Chết mày đi này, phải giết được hai con hệ lá của nó. Không thì cái con chim của mình rất là yếu. Chim mình sẽ đánh con nước này của nó này được. Nó sẽ có hai lần và nó tấn công cả hai luôn. Ai chà chà. Rồi, mình không cần phải lo lắng lắm đâu. Mình chết cũng được thôi. Nó hết lần thủ rồi. Ok, sao nó dễ đánh nhỉ? Thế mình thấy cảm thấy rất là dễ đánh luôn. Tốt, một mình Illuminus Rex cân hai con. Ô, con Zamoser kìa. Zamoser của nó, Zamoser level 30. Má ơi, khỏe thế. Tấn công cả ba luôn. Rất kinh khủng. Để làm gì? Mình còn một con Darkwing cơ mà. 400 dam. Và mình sẽ có tất cả là 7 lần. 6 hay là 7 gì đấy, 7 lần. Tấn công thôi, phun lực này. Đấy. Phun lực. Grr, vào đây. Let's go man. Này, này này, chạy, chạy đâu? Không thể chạy được 6k7 dam. Và con nòng nọc nó chết luôn rồi. Ờ, em sẽ để tạm thời để mấy trận này ở lại thôi. Cái này thì để mai đánh tiếp hoặc là tiết tối đánh tiếp. Cố gắng ngày mai có con cho anh em xem chứ đánh 5 trận thì tốn đô la lắm. Bây giờ đánh cái này đi. Đánh cái này thì nhanh hơn. Cần hai con mai rùa là xong. Hai con mai rùa và một con sóng biển có thể trụ được một đòn của nó, một con sóng biển này. Và xem hai con mai rùa ổn ổn một chút là chúng ta đánh được nó rồi. Hai con mai rùa Protesga và thêm một con mai rùa nữa. Đây. Thực ra chỉ cần một con mai rùa thôi, mình muốn chắc chắn thôi mà. Đánh như thế này thì nó đảm bảo chúng ta sẽ không thể nào mà thua được. Gần như là vậy, đánh nhanh thôi, cái này thì dễ đánh rồi. Không cần phải nói nhiều nhưng anh em biết là sẽ rất là dễ đánh. Nó sẽ có là tính toán xem thủ hay như thế nào. Rồi, mình không cần lấy nhiều đâu. Đấy, cho đánh thoải mái đi, thủ 2 à. Hơi dị ra. Tấn công 2 lần là nó sẽ giết được mình đấy. Không tấn công luôn. Càng tốt, mình sẽ cứ để thủ này tấn công luôn phát đi. Đấy, thủ 1. Ấy chà, con cá hay con giống con cá quả nhỉ. Y hệt luôn. Cái này cái gì nhỉ? Auto à? Hay tăng tốc độ đây? 4 lần. Nó dùng tất cả lần của nó rồi phải, đúng không? Không để ý lắm, nhưng vấn đề là mình sẽ giết được nó nhanh thôi. Mình cứ để nó sẽ có 8 lần đúng không? 100, 370 mấy này. Ít nhất là nó sẽ có 1 lần. Cứ 3 lần nên cho chắc bài. Thật ra thì cũng chẳng cần. Rồi, 4 lần nên chắc bài. Phát sau thì mình còn một lượt nữa mà. Một con nữa cơ mà. Maui Saurus mình chết đi thì mình vẫn sẽ có 8 lần thôi. Cũng chẳng chạy đâu được cả. Helicropion. Con này mình có này. Tấn công tổng lực này anh em. Chết ngay. Chuyển hai con rồi. Không cần quá nhiều đâu. Không cần đến cái con kia đâu. Mà thôi, đã lỡ rồi thì cứ chơi thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ Underwater tiếp theo. Hang động thì cần một con hang động trụ được một đòn của nó. Cứ tìm con hang động nào gọi là rách nhất trong này. Đây, hang động này thì hoàn toàn trụ được 192 dam. Đấy, hang động này có rồi. Bây giờ thì sẽ lấy thêm một con sóng và một con sóng biển và một con mai rùa. Là chắc cú luôn đấy. Đây, sóng biển này là được này. Sóng biển này quá ngon này. Chứ chẳng phải đùa, đúng không? Sóng biển và thêm một con mai rùa nữa. Enchoritis. À đây, mai rùa thì cứ lấy con này đi. Cứ dùng những con mạnh nhất mà chơi thôi. Cái này thì thoải mái đi. Mình sẽ trụ được ít nhất là một vài đòn. Con này thì là mấy thôi, vật thể hiến mạng thôi. Dino Swap luôn. Ai chà 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 chà. Ghê à nha. Được nó đấy. 164. Nó cũng chẳng giết được mình đâu mà. Mình cứ thủ cho nó chắc bài 3 lần này. Đấy. Tấn công cả 3 trang. Không tấn công. Nó không tấn công anh em ạ. Rồi mình thủ 3 đi. À mình sẽ bỏ lượt 3 đi. Như thế này. 2. Và nó sẽ có là 4. Đó, 4 và sẽ tấn công tổng lực 4 lần luôn. Căng này nha. Căng đấy. 1647 để máu thì tấn công luôn thôi. Con này đổi sang con khác hệ rồi. Nó hết thủ rồi. Nó hết lần thủ rồi. Bây giờ thì đánh này quá dễ. Cái này cái gì? Tăng tốc độ à? Dạng dạng như kiểu vậy. Mình thử test xem. Chính xác. Tăng tốc độ cho nhanh hơn anh em ạ. Kìa nó cứ lượn lượn đi rất là lâu. Mình sẽ tăng tốc độ nhanh nha. Dùng cả 4 lần luôn à.
Ây chà, và mình vẫn còn một con cơ mà, chạy ra đâu được. Con Paleosaurus 7 lần tấn công này, phun lực luôn. Chạy đi đâu? Mình thích cái kiểu của cái gói pack này là chúng ta sẽ thắng thì chúng ta sẽ được kiểu là random, có thể vào được cả Legendary. Có lẽ là như vậy. Bây giờ thì một con sóng có thể chịu được một đòn của nó. Sóng biển, có rất nhiều sóng biển, rất nhiều con khỏe, cực kỳ con khỏe luôn đấy. Đây, con này hạn này, một con này. Sau đó thì sẽ là một con mai rùa. Mai rùa ổn một chút. Lại là mai rùa. Lấy đâu ra mai rùa lắm thế này. Đây, lại phải mất đô la. Và là một hang động thì có dùng con Ammonite, là con khỏe nhất trong team. Trận này không thể thua được, chắc chắn luôn. Level 96, ui giời, nó cũng chẳng giết được mình ý. Đây nó swap rồi. Wow, 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 wow. Tấn công luôn không? Tấn công luôn ạ. Rất cứng ạ. Cực kia cứng luôn. Rồi mình chết thì cũng không vấn đề gì cả. Tấn công cả 200. Không tấn công rồi, mình có 4 lần rồi. Mình có 4 lần là đủ rồi. Đánh thì đánh thôi, không thủ, không làm gì cả thì mình quật mày nó phát. Mình hy sinh con này mà. 5 lần, nó sẽ tấn công cả 5. Thường thường máy sẽ như là thế. Rồi, bây giờ sẽ đổi sang Ammonite. Quá khỏe, máu quá trâu. 2, 5, 5, 3, 5, 5, 8 rồi. 5, 5, 8. Thêm phát nữa, bồi phát nữa, cho chắc bài. Này, này, chạy đi đâu? Con cá này nữa. Để mày làm gì? Mày giết tao đi. Không giết luôn. Không giết thì nó chết rồi. Lượng máu nó không thể nào mà trụ được khỏi cái sức đánh của mình. Cực khỏe luôn. 72. 1k7 máu, rất tốt. Và rồi, đến lúc chúng ta sẽ mở pack đây anh em ơi. Đến lúc mở pack rồi. Không thể chờ nữa. Pack này, pack này thì nó sẽ cho thẳng luôn. Một con C. Limoceris. Đen đủi thật. Ok, thì chúng ta sẽ kết thúc mày nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Jurassic World, công viên khủng long. Bye bye.